Thì nói chung là đã yêu về những cái môn nghệ thuật ấy thì nó bao giờ nó cũng có một cái nét tươi trẻ mọi người nhá. Bởi vì là khi mình ca mình hát ấy, thì mình không nghĩ tới những cái việc nọ việc kia nữa thì nó đỡ phiền não đi. Do đó là nó làm cho con người rất là tươi trẻ mọi người nhá. Về mặt cái nghệ thuật thì đờn ca tài tử nó được cấu trúc là bởi cái dàn nhạc thì bốn cây đàn, cây đàn kiềm, cây đàn cò, cây đàn canh, cây đàn cả quyên, người ta gọi là bộ tứ tuyệt. Về bài bản sử dụng đó thì người ta sử dụng là 20 bài bản tổ, rất nhiều bài nhưng mà trong giới chọn 20 bài bản tổ, nó gồm có ba bài nam, 6 bài bắc, là 7 cái bài nhạc lễ, 4 cái bài quán, tức là 3 nam 6 bắc, 7 bài 4 quán. Như vậy nó gói ghém những cái nghệ thuật đàn ca tài tử trong những cái điều thức đó, nó phối hợp giữa đờn và ca ăn ý với nhau. Và đặc biệt cái người ca người đờn đều phải luyện tập dữ dội để mà ca cho chuyên nghiệp, và đờn với ca hòa nhau thả hồn với nhau ở trong cái đàn ca tài tử với tiếng ngân nga. Mọi người biết được cái là đờn ca tài tử là được xuất hiện từ cuối thế kỷ 19 và bắt nguồn từ cái cách hát của cung đình Huế mọi người nhá. Đờn ca tài tử mọi người biết được cái là nó là một cái môn cải lương của miền Nam đúng không? Đờn ca tài tử là nhiều cái cách hát, ví dụ như vọng cổ này, hay là những cái bài hát oán này, rồi những cái làn điệu, rất là nhiều làn điệu, nó cũng đúng như là chèo vậy mọi người nha. Cái hát oán ở trong Nang Điệp thì tất cả mọi người rất là quen rồi. Cái bài hát oán ở trong Nang Điệp với sư ca cho mọi người nghe nha. Bạch thầy, con không phải là du khách điệp, mà tên thật là Nguyễn Thị vì đức đoạn mạnh tơ lòng tìm vào đây vui mò sớm với chuông chiều mong lãng quên nỗi khổ sầu của mối tình ly tan. Tình đã xa, tớ đã dứt từ lâu rồi. Những bóng trắng bao nước khuyết đầy mà sầu chưa vơi. Nay biết con không còn sống được bao lâu nên khúc nhồi xin bài tỏ cùng thầy.
xin thầy cảm thương cho kẻ nặng sầu đau, mà ban cho lời tha thứ tội. Ở xa xôi người xưa có biết cho lòng, anh Điệp anh có hiểu nỗi khổ đau quằn nặng lòng lang. Đã bao ngày nương náu chung từ bi, tưởng đâu lang đã dứt được lòng trần, ngờ đâu chắc tại con sắp giá biệt cuộc đời này, nên tai nghe tiếng nói của ân sư mà cứ ngỡ lời của người xưa vừa kịp đến. Con cũng muốn quên lãng tình xưa chốn dồi kỷ niệm, nhưng trời đất như cùng vô tình khơi lại niềm đau. Ngoài kia thì trời lất phất hạt mưa rơi, cho mấy con dê nhỏ thức dậy cất tiếng kêu sầu khổ. Lá bàng ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim mà sao. Mỗi một giọt mưa là dòng lệ nghẹn ngào, mỗi chiếc lá bàng rơi như con xuồng nhỏ bơi ngược dòng về bến hẹn xa xưa. Bến sông buồn nay chắc vắng bóng đò đưa, vì khách sang sông không bao giờ trở lại. Mái tranh xưa chắc u buồn quanh quẻ, vì người con gái tương lai không về nữa bao giờ. Đó là một cái đoạn hát oán. Sau đó là đổ vọng cổ trong Năng Điệp mọi người nhé. Thì khi mà nói tới cái đờn ca tài tử thì cái người miền Nam người ta rất là yêu thích. Đấy, đúng như là cái người Bắc yêu cái nghệ thuật chèo vậy, đúng không mọi người? Thì cái Năng Điệp ấy thì một cái đoạn chèo mà sư đã truyền thể. Sư đã truyền thể, không ai có thể tin là Lang Điệp lại được truyền thể sang chèo. Mà sư đã diễn là rất được rất nhiều người xem, rất là nhiều người thích, rất là nhiều người ủng hộ mọi người. Sư đã từng nói là sau này nếu như mà có cái đoàn nghệ thuật nào mà diễn cái trích đoạn Lang Điệp chèo ấy quả sư truyền thể thì chắc hẳn rằng là không bao giờ hỏi nói tới sư, đúng không? Mà có thể là họ nhận là của họ chẳng hạn đấy. Nhưng mà chính thức đầu tiên cái là do sư mọi người nha. Thì sư trong cái chèo thì nó cũng có cái nét buồn của nó, mà cải nương thì nó cũng có nét buồn. Chèo thì mọi người vẫn quen đấy. Con nay ân hận ni vô ý cùng, con đây cúi xin được thầy xót thương mà xá tội cho con.
trước đây đã mang tình duyên nặng nợ, ôm hận trong lòng phải lánh xa quê, tới đây nương tựa vào cửa thiền. Xin thầy thứ y hết tội cho y con, còn đây không phải là khắc điệp. Tên thật là Y Nguyễn Y Thị Y Lan Y Y Y Y Y Y Y. Sinh ra vốn trong bần hàn, thanh bạch nho gia, mẹ cha mến yêu chờ đợi, mà để sáu kia sang y sông sổ lòng, đôi bên cha mẹ chẳng vui lòng. Phận con duyên y kiếp cùng hầm hiu, con đây cũng chẳng được vuông tròn. Lòng con đau y khổ y xót y xa y y y y y y y. À, nhân tiện ở trên TV hỏi Pháp đường ca tài tử thì sư Pháp Phật trực tiếp ý, chia sẻ với mọi người cho nó vui mọi người nha. Xin chào tạm biệt mọi người, sư phải đi nấu cơm mọi người nha. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người có một ngày thật vui.